Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn một điều bất ngờ, một niềm vui rất là nho nhỏ của mình, nhưng là một niềm vui cực kỳ to lớn của một bạn, là một người em, một bạn nhân viên trong công ty của mình. Đấy là hôm nay bạn ấy sẽ đi lấy một chiếc xe ô tô. Đấy. Để các bạn có biết xem, các bạn thử đoán xem cho các bạn 5 giây nhé. Thì các bạn nghĩ bắt đầu sẽ là ai nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem bạn ấy là ai đây. Em giỏi. Đấy, các bạn là biết đã đoán ra ai chưa? Đấy chính là chiếc xe của Toàn Phan các bạn ạ. Thì mà bạn ấy vừa mới lấy chiếc xe VinFast này. Bạn ấy là người Nam Định nên là lấy biển số là 18A Nam Định. Đây là một thành quả rất là lớn đối với lại cá nhân của Toàn Phan trong năm 2022 và chuẩn bị Tết đón năm 2023 một cái rỡ hơn. Đây thì toàn là những anh em của FM đi hôm nay thì là mọi người vẫn đang còn đi quay nên là chỉ có một số anh em đến chúc mừng Toàn thôi. Đấy. Đại diện các phòng ban đây là trưởng phòng Dịch Vi, Facebook, giám đốc Dũng. Thực ra nói các bạn ấy, tại vì bây giờ nhiều người sẽ mình khi mình đăng clip này, nhiều bạn sẽ bảo là có cái xe thì có gì đâu phải khoe. Nhưng các bạn phải hiểu một điều luôn là những đối với các bạn có thể là nó là bình thường, nhưng mà đối với lại những con người như bọn mình, những cái người mà đi từ cục đất đi lên, đi từ nông thôn đi lên, đi từ sinh viên mà cái thời khó khăn đi lên, rồi là các bạn sẽ hiểu là khi chúng ta mua một cái món đồ giá trị các bạn thân mình một chút thì đấy là một niềm vui rất là to lớn các bạn ạ. Và đặc biệt hơn là Toàn Phan là những thế hệ các bạn Gen Z, những bạn 99, Toàn Phan là sinh năm 99 các bạn mới có 23 tuổi mà các bạn ấy đã sở hữu một chiếc xe cho riêng mình, thì đấy là một điều tuyệt vời đúng không? Thì đấy cũng là một cái điều mà niềm vui cực lớn đối với lại bạn ấy cũng như là đối với lại công ty FM. Đây là thành viên thứ 9 hay thứ 10 gì đấy ở công ty FM mà tự mua được xe các bạn ạ, tức là tự kiếm tiền, tự mua được xe từ những bạn sinh viên chân ướt chân ráo lên Hà Nội, từng bạn nội ngoại tỉnh lên đấy, để làm sao mà ấy luôn. Anh cũng vừa nói với luôn với các bạn là tuy là nhiều bạn sẽ bảo là ôi có cái xe gì mà khoe đúng rồi, nhưng từ những cái người mà ngoại tỉnh như bọn mình, rồi từ đất đi lên, quê đi lên, quê lên, thì là với lại là những người trẻ như em sinh năm 99 mà mua được cái xe thì đấy là một cái điều mà nó là giá trị, nó là một cái điều mà đáng tự hào, đáng phải ấy thôi. Tại vì đối với các bạn, có thể với các bạn nó sẽ là bình thường, nhưng đối với mình đấy là một cái món quà rất là to lớn. Cái niềm mong ước của mình mà từ khi mình biết lái xe là từ hồi mình hồi 9 tuổi đến giờ là mình đã chỉ mong là mình sẽ có một cái xe riêng rồi. Đấy. Thì đây là một cái thành quả trong năm 2022, hy vọng là để chuyến xe này hy vọng nó sẽ là một cái bứt phá để cho Toàn trong năm 2023. Đúng không, chúng ta đi bộ thì đi được lâu, nhưng mà chúng ta đi xe thì nó sẽ phải đi nhanh hơn. Thì hy vọng năm 2023 các bạn sẽ đón chờ những sản phẩm tốt hơn ở kênh FM TV cũng như là của Toàn Phan nha các bạn nhé. Thì sau đây thì anh cũng chúc em, chúc mừng em. Vâng, có điều gì muốn chia sẻ không? Có vui không? Em chỉ biết nói lời cảm ơn thôi. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, thế bao chú ảnh. Chụp cái máy tổng trước cho anh, chụp cái tổng trước cho anh, chụp cái biểu. Công ty mình anh em làm biểu. Công ty mình là làm kiểu. Công ty này là. Công ty mình là làm kiểu. 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 Công ty mình là